Chúng ta biết là một số người đến với cuộc đời của bạn đó thì giống như chiếc lá của cây ha, tôi gọi họ là người lá. Họ chỉ ở với bạn theo mùa và bạn không thể phụ thuộc vào họ hoặc tin cậy họ được, bởi vì họ yếu ớt và chỉ có thể làm cho bạn mát mẻ một cách tạm thời. Họ giống như là những chiếc lá, họ chỉ ở với bạn và lấy những gì họ cần. Chúng ta biết là chiếc lá nó sẽ hút cái chất dinh dưỡng để nó có thể ở trên cành, đúng không? Và ngay khi bạn gặp hoàn cảnh không thuận lợi, như là trời trở lạnh hơn, gió thổi mạnh hơn vào thời điểm nào đó trong đời bạn, thì họ giống như những chiếc lá, họ rời khỏi bạn. Nhưng mà bạn không thể giận họ, vì họ là như thế, họ là những chiếc lá. Loại người thứ hai đến với bạn